vâng phải nói là em à, kiếm được một đôi V77 gọi là quá đẹp và quá đỉnh luôn nhá. Quá đỉnh và quá đẹp luôn, đôi V77. Phải nói đôi này cực kỳ đẹp, cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Còn tất nhiên là hàng bãi thì kiểu gì nó cũng phải có vết này vết kia chứ không thể nào nó 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 nó, nó gọi là gọi trao chuốt hoàn mỹ 100% cả đến nó hậu cũng phải có lốt ruồi Đấy cho nên là mới nói là là đôi là quá đẹp đấy nhưng mà tuy nhiên phải khẳng định với quý vị là đây là hàng bãi nhá chứ không phải là hàng mới đấy đây em uh, xin mời quý vị uh, xem nhé mặt trước của nó đây quý vị nhìn này đấy, mặt trước nhá đấy. mặt trước nhá đấy. phần trên đây đấy, phần trên em quay là không có dấu giếm đấy, một tí thì tị nào đấy đây nhá đấy. Đấy vân gỗ quá đẹp luôn nhé, vân gỗ quá đẹp đấy đấy, đấy. đấy. ok onkyo v 77 công suất 70W trở kháng ok ohm, ok dòng này sản xuất ở tại made in malaysia nhá Đẹp chưa? Đấy. Quá đẹp luôn Đấy. Ok Rồi Đấy. Đấy. Oh. Chả có gì để nói với đôi này nữa cả Đấy. Đây, Ê căng của nó đây nhá, Ê căng nó đây Cái này có một cái chân một cái chân ê căng uh, chân ê căng này đây, nó gắn vào đây thì hơi gãy vào đây quý vị về quý vị ấy ra xong gắn keo lên hai năm hai vào nhá đây. ok à, em đo qua cái kích thước của nó để một số quý vị chưa biết để xem luôn nhá đây chiều cao của em nó thì là cao hai mươi bảy nhá chiều ngang của nó là khoảng 15.5 này và chiều sâu của em nó là khoảng tầm 24 nhá. Đấy. 24. Còn kích thước đường kính loa bát của nó là đo hết viền là của nó là 13. Còn nếu mà đo của nó gân này, ví dụ đo hai đường gân này của nó khoảng 12. Đấy. Thường cái này là nếu mà tháo bát ra thì là cái bát của nó sẽ đến đây. Là của nó sẽ đo là khoảng 13 đấy, nhưng mà Đấy, tùy quý vị tính nào tính nhá. Đôi V77 đấy. đấy. em sẽ chiếu xung quanh một tí để quý vị và các bạn xem lại nhá. Đấy, nong nanh chưa? Kiếm có một đôi nào đẹp như đôi này luôn, phải nói. Đôi này của nó trong dòng V77 đỉnh. Màu sắc của đôi này quá tuyệt vời. Đấy. Đấy. Đỉnh chưa? Đỉnh chưa? Đấy. Ui giời. siêu. Siêu tuyệt vời. Ok nhé. À, đôi này thì à, đôi này của nó là là bình thường em bán là 1 triệu 290 000 những đôi đẹp nhà nhé. Đấy. Nhưng thôi riêng hôm nay em bán là 1 triệu 090 000 luôn nhé. 1 triệu 090 000 Đấy. Hôm nay bởi vì, vì Nói thật với quý vị hôm nay nhà em bán hàng mấy hôm nay nhà em bán hàng phải nói là kinh thiên động địa luôn Đấy. Nói chung là từ trước rồi nhà em bán hàng đã đã rất tốt rồi Nhưng mà mới hôm nay thì có, có nó khoảng tầm hơn một tháng này hai ba tháng nay là Hàng thì về được nhiều Nó trước là bị dịch diệt các thứ nó về được ít Giá này về được nhiều Đâm ra là bán hàng bán tứ, tứ lung tung Mỗi ngày cả đến 100 đến 200 đơn Đấy. Ok nhé À, quý vị nào lấy đôi này thì alo ngay cho em nhé, số điện thoại của em là 0966 545 581 hoặc quý vị gọi thêm số nữa là 097.989.1682 nhé. Đấy. À, địa chỉ là 57 Phố Nguyễn Hoàng, Phường Bến Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.